mỗi độ thu về lá vàng rơi, ngọn gió sớm mai sẽ lành, hàng đệ tử đạo tục khắp nơi lại có dịp để tưởng nhớ và cảm niệm nhiều hơn về ân đức của tổ sư chúng ta. Tiếp nối sự nghiệp tiền nhân, chư tăng ni tín đồ Phật tử Bổn Từ luôn nỗ lực tinh tấn, trang nghiêm tự thân, kiến tạo và mở mang đạo tràng, diễn dương chính pháp, để phần nào đền đáp công ơn sư tổ đã dày công tạo dựng nên chốn tổ ngày nay.